cáo mình vô ngài, xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát giải tôi, kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từng mảnh, không ai giải cứu cho. Và Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người đã hòa hảo cùng tôi và góp lộn kẻ giết tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, dày đặt mạng sống tôi dưới đất và làm rợp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi tịnh nộ mà trỗi dậy, hãy dế nghịch cùng sự giận mạnh của kẻ giết tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi, ngài đã truyền định sự đón xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phục tướng phía ngài, còn ngài vì chúng phải trở nên cao. Đức Giê-hô-va đón xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đón xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm của lòng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người, xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, xong hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Chúa Trời là cái thiên tôi, ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình thật, Đức Chúa Trời hằng nổi giận cùng kẻ làm ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, ngài sẽ dương cung mà trực sẵn, cũng đã vì nó sắm sẵn khí giới làm chết và làm những tên ngài cùng lửa. Kìa, kẻ giữ đương đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy phá và sanh điều dối trá. Nó đào một cái hố sâu nhưng lại té vào hố, nó đã đào sự khuấy phá, nó đã làm sẽ đổ lại trên vai nó và sự hung hăng nó dán trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va theo sự công bình ngài và ca tụng danh Đức Giê-hô-va đấng chí cao. Chúa ơi, con cảm tạ cho lời ngài, xin lời ngài cùng đem phúc hạnh và thúc đẩy cho mọi thánh. Đức Thánh Thanh Lưu xin khai tâm mở trí chúng con, từng người một ngồi trong hội thánh của chúng con, để chúng con đọc lời ngài, chúng con ham mến lời ngài, chúng con đọc, chúng con hiểu và chúng con làm theo, để chúng con được trưởng thành, sống có đời sống có kết quả cho vinh quang của ngài. Cảm tạ ngài.